Phố Cũ là tên gọi một thôn thuộc khu vực Simacai của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, được thành lập từ thời Pháp thuộc. Sau khi tách khỏi Bắc Hà để thành lập huyện Simacai, Phố Cũ trở thành trung tâm của huyện. Qua nhiều biến thiên của thời gian, Phố Cũ hiện nay có khoảng gần 300 hộ gia đình đang sinh sống, trong đó có khoảng trên 70 hộ là người Hơ Mông. Mặc dù đã được đầu tư xây dựng để trở thành một trung tâm hành chính cấp huyện và có sự sinh sống đan xen của nhiều thành phần dân tộc mới, nhưng Phố Cũ vẫn còn giữ được một khu rừng cấm có diện tích khoảng 3 hectare, có tên gọi là rừng Lùng Sáng, là nơi tổ chức lễ hội Nào Lồng của người Hơ Mông và cũng là một lễ hội lớn của toàn cộng đồng. Đây được xem là khu rừng thiêng trực thuộc sự quản lý của toàn thôn, tuyệt đối không ai được xâm phạm hay làm ô uế. Người dân thôn Phố Cũ cũng đã đóng góp tiền để làm hàng rào bảo vệ xung quanh khu rừng. Giữa một khu đô thị đang được xây dựng khang trang hiện đại, khu rừng trông giống như một công viên tươi mát, bình yên và đầy huyền bí, khiến cho bất kỳ ai dù đã bao lần qua lại nơi này cũng phải ngỡ ngàng đưa mắt ngắm nhìn. Nào Lồng còn được gọi là Nò Sồng, Tông Xanh, tùy theo phát âm của từng vùng, là một lễ hội đặc sắc để giữ gìn luật tục, quy ước của người Hơ Mông ở huyện Simacai cũng như người Mông ở nhiều nơi khác. Nào Lồng có nguồn gốc từ lâu đời, được duy trì liên tục qua nhiều thế hệ, nên nó trở thành một phần quan trọng không thể thiếu được, không chỉ trong đời sống tinh thần của cộng đồng người Hơ Mông, mà còn góp phần duy trì những thiết chế văn hóa, xã hội, giúp cho cộng đồng bảo tồn được những giá trị vật chất, những nền tảng vững chắc của mình trong cuộc sống hài hòa giữa thiên nhiên. Ở các cộng đồng người Hơ Mông khác, lễ Nào Lồng được tổ chức 2 lần một năm. Một lễ được tổ chức vào tháng 2 âm lịch để cúng thần bảo vệ rừng, tài sản, con người, gia súc, mưa đá. Và lễ cúng thứ hai tổ chức vào tháng 6 âm lịch nhằm cúng thần bảo vệ đồng ruộng, cây cối, khỏi thiên tai sâu bọ. Riêng đối với thôn Phố Cũ thì Nào Lồng chỉ được tổ chức vào tháng 2 hàng năm tại khu rừng này. Hôm nay là Nào Lồng tháng 2. Trong lễ cúng tháng 2 này, bên cạnh những nghi lễ bắt buộc của người Nào Lồng, cộng đồng sẽ bầu ra 2 người có uy tín, có khả năng tổ chức để quản lý khu rừng Nào Lồng, gọi là lồng thờ. 2 lồng thờ này sẽ có trách nhiệm xử lý những trường hợp vi phạm các điều cấm kỵ đối với rừng Nào Lồng, phá hoại khu rừng. Họ sẽ quyết định hình thức xử phạt và mức xử phạt, đồng thời là người chịu trách nhiệm tổ chức các lễ cúng thần Nào Lồng trong năm. Và đây là 2 lồng thờ của năm cũ đang làm công việc chuẩn bị cho năm mới. Khi công việc chuẩn bị đã xong, đến phần của già làng. Từ nhiều năm lại đây, Nào Lồng Phố Cũ do giàng Sùng Xeo Chô đảm nhiệm việc cúng lễ. Giữa linh thiêng của trời đất, già Sùng Xeo Chô cất lời gọi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thứ chỉ giống là nó mà số để nào số để nói nó vì quy tiện là lên từ cho tao trái giống này lên từ cho tao thể tài nó giống đó này rồi thì nhưng mà tháng cái giống nó mà tiêu thì bay nông thì tháng cái chỉ số giống là chữ nông cái cấm là cấm chữ nông đó là nhưng mà là tùy theo cái xe thực hiện bắt đầu cắt xá đó, cái xe được tham gia cái dòng thì có thể bay luôn rồi. Mà chỉ đạo đến khi mà thiết tàu này, chỉ đạo chỉ đạo mà đi đông mà lọt tay này, chỉ đạo mà chạy tay chỉ đạo mà lọt tay, thâu bay luôn à? Thì mà có công, thì là chỉ bay luôn chỉ có công. Còn cán bộ thì chủ trách đó. Sống treo leo trên những đỉnh núi cao, đối mặt hàng ngày với thiên nhiên khắc nghiệt. Người Hơ Mông nói chung và người Hơ Mông ở Simacai nói riêng, vì sự tồn tại của mình, bên cạnh những kinh nghiệm ứng xử với thiên nhiên đúc kết được trong quá trình lao động sản xuất, còn hình thành nên những quy ước ứng xử giữa con người với nhau trong cộng đồng. Những quy ước này theo thời gian và sự tự giác chấp hành của mọi người, dần dần đã trở thành một yếu tố mang bản sắc văn hóa của tộc người, trở thành một phần không thể thiếu được trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân, mà lễ hội Nào Lồng là một ví dụ. Sau khi hoàn thành các nghi lễ tại rừng là đến phần hội của cả cộng đồng. Trong phần hội này, ngoài vui chơi, mọi người còn có một việc hết sức quan trọng là cùng nhau thống nhất lại những quy định và bầu ra hai lồng thờ mới cho Nào Lồng năm sau. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của lễ hội đối với quản lý cộng đồng, bảo vệ tài nguyên rừng, đất nước, nên chính quyền các địa phương cũng đã hết sức quan tâm ủng hộ cộng đồng tổ chức lễ hội. Cùng với đóng góp tự nguyện của các hộ dân, chính quyền huyện Simacai cùng các xã hỗ trợ một số kinh phí, cử cán bộ tham gia và chia sẻ với đồng bào. Cái rừng này là các cụ ngày xưa đã bảo vệ từ cách đây cũng hơn 100 năm rồi đấy. Cái hơn 100 năm là coi như là không ai xâm phạm được vào cái rừng này cả. Trước đây làng đường đi cũng làm trong mét rừng chứ không được. Cái rừng này là do thôn quản lý và các cụ già trực tiếp quản lý. Chi bộ chúng tôi và thôn trưởng thôn chúng tôi là cống rất ủng hộ việc các cụ đã đặt ra cái lý này để cho bà con nhân dân thực hiện. Cho chi bộ chúng tôi rất ủng hộ và hàng năm nếu mà có ai vi phạm chặt một cây nào thì trong quy ước chúng tôi cũng đã nêu rõ là ví dụ một cây là cây nhỏ nhất là từ 100.000 và cây to nhất là từ 1 triệu cho đến 5 triệu, và bà con nhân dân rất đồng tình ủng hộ và ủy ban nhân dân xã, đảng ủy xã và ủy ban nhân huyện cũng rất đồng tình ủng hộ và hàng năm họ cũng đến để tham gia cùng với thôn bản chúng tôi để làm cái chương trình này để cho bà con nhân dân chấp hành tốt và chấp hành các quy định hưởng ứng của thôn trong một năm. Có thể nói, sự tham gia của chính quyền địa phương vào lễ hội Nào Lồng ở Phú Cũ nói riêng và ở Simacai nói chung đã không chỉ góp phần vào sự thành công của lễ hội cụ thể như thế này, mà đằng sau đó chính là góp phần vào việc duy trì được sự bền vững của văn hóa, của cấu trúc cộng đồng, của sự ổn định xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận từ khía cạnh lập pháp,
đây chính là sự kết hợp hài hòa giữa luật tục và luật pháp để hình thành nên một thiết chế bén rễ sâu sắc vào đời sống. Từ thiết chế này, mọi chủ trương, chính sách tích cực của Đảng và Nhà nước đã được triển khai và thực hiện một cách hết sức triệt để, hiệu quả, mà câu chuyện về việc giao đất giao rừng theo thông tư số 07 vừa qua được tiến hành thành công ở Simacai là một ví dụ. Lễ hội cúng rừng và cấm rừng thì cái này có từ rất lâu rồi. Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam, sau này lại nhân rộng ra là thành trở thành là cái tập tục này là đưa thành là hương ước quy ước là cho đồng bào là không được ai phá rừng này, không được cho ai là có thể là gắn với cái chỗ hương ước quy ước là không được cãi nhau chửi nhau và sẽ bảo vệ rừng tốt, bảo vệ chế độ cũng như là bảo vệ cả cái quê hương là theo cái hương ước quy ước của đồng bào. Sau đó là Đảng thì và chính quyền thì rất là quan tâm, đặc biệt là đã đưa những cái tập tục tập quán này đưa thành và gắn với cái luật pháp, đó là luật pháp bảo vệ rừng này, gắn với cái luật pháp làm bảo vệ cái tập tục là có nghĩa là không được cãi chửi nhau và cũng không được ai có thể là chặt phá rừng. Cái đây là hai cái quan điểm là đặc biệt nhất. Sau đó là sẽ tất cả các cán bộ cơ quan đơn vị và tổ dân phố này, anh em là đảng viên cán bộ là đều phải hưởng ứng và được đưa vào cái quy ước hội ước của cái rừng cấm này, thì bây giờ đã trở thành một cái tập tục và tập quán lâu đời và bây giờ tiếp tục phát huy. Được hình thành và bảo vệ dựa vào những quy định truyền thống do toàn dân bàn bạc và thống nhất trong các lễ nào lồng hàng năm, rừng nào lồng phố cũ thực sự đã trở thành mảnh đất thiêng của cả cộng đồng. Theo ông Hoàng Minh Hàng, một thầy thuốc nam người Hơ Mông ở đây cho biết, thì khu rừng này vốn nghiêm cấm các hành vi chặt phá, lấy củi, phóng uế bừa bãi. Tuy nhiên, với những người thầy thuốc nam thì vẫn được phép vào hái thuốc để chữa bệnh cho người dân. Nhưng trước khi vào, người thầy thuốc phải xin phép những người quản lý rừng và phải mang hương đến khấn, xin thần cây to trong khu rừng đó. Bây giờ rừng này một chỗ đâu là hay hơn á. Mà bị nhà tổ vô chỗ nó lộ, nó mà bị đó tổ sâu xiang đâu, bị đó lộng nó bị mua. Mua mà mặn đâu ra nhà chỗ, nó mà bị giao khu mà ra nâng y hỏa tổ khu rừng. Đấy, mà bị đó lộng nó lộ, nó mà giao, bị đó lộng giao phủ rừng, phủ chỗ, y hỏa nhau kì hơn á. Rừng là đông là rừng hòa chỗ tổ rừng, mà bị giao chế rừng mình. Chỉ bên này bù nhòa. Sẽ xem mà bị tháo, dự động mà bị mà mua. Vì vậy thì quản lý. Dự động là thì quản lý bị lưu dụng lắm. Dự động là mà thì hóa. Dự động lùng sang nó lùng mà. Qua câu chuyện của Già Hàng, có thể nhận thấy rất rõ hai điều. Thứ nhất, là tín ngưỡng, luật tục của người dân và luật pháp của nhà nước đã tìm được tiếng nói chung thì sự chấp hành sẽ là vô cùng tự giác. Và thứ hai là ở với những khu rừng nào lồng như thế này và rộng hơn nữa là tất cả các khu rừng thiêng của các cộng đồng dân tộc trên quốc gia này đều thực sự là những mảnh đất chứa đựng trong đó những tín ngưỡng có giá trị và có vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và ổn định của cộng đồng. Rất cần được nhanh chóng ghi nhận bằng những văn bản có hiệu lực pháp lý. Theo cái quan niệm chung ấy, thì những cái điều đó là cái sự sắp đặt của tự nhiên. Con người không thể hành xử một cách tùy tiện mà không xin phép thần linh, có thể là thần rừng, thần cây trước khi can dự vào những cái khu vực cấm, khu vực rừng cấm đó. Không những chỉ người Mông đâu, mà đối với các dân tộc thiểu số khác ở nước ta cũng có những cái quy định về những cái khu rừng như vậy. Chẳng hạn đối với luật tục của người Thái trước đây ấy, người ta có những cái quy định rất là nghiêm ngặt đối với những cái khu rừng gọi là rừng cấm, rừng thiêng, rừng tâm linh. Còn đối với người Tày ở cái khu vực Đông Bắc nước ta hay là người Ế Đê ở
khu vực Tây Nguyên người ta cũng có những cái quy định, có những cái luật về những cái khu vực rừng thiêng, rừng cộng đồng. Còn đối với người Nùng ở Hà Giang ấy, người ta cũng có những cái quy định rất là nghiêm ngặt, không được ai xâm phạm vào cái khu rừng đầu nguồn. Nếu như chúng ta tôn trọng những cái khu vực thờ cúng ở miền xuôi như là đình, chùa, đền, miếu, thì đối với các dân tộc thiểu số ở miền núi, chúng ta cũng phải tôn trọng những cái khu vực rừng và đất rừng như vậy. Và theo suy nghĩ của chúng tôi á, thì cái điều đó phải được đưa vào cái luật đất đai trong cái thời gian sắp tới. Khép lại một nào lồng, bản khế ước của con người với thiên nhiên ở đây lại vừa được gia hạn. Người dân phố cũ lại trở lại với công việc thường ngày. Những công việc mà từ bao đời nay cha ông họ vẫn làm, vẫn sống và gắn bó với núi rừng Simacai này tưởng như không có gì thay đổi. Nhưng mấy ai biết được bên trong tất cả những cái bình dị, giản đơn đang lặng lẽ diễn ra kia là cả một dòng chảy âm thầm mà không hề phẳng lặng. Dòng chảy của sự sinh tồn. Vâng, muốn sinh tồn trên mảnh đất hùng vĩ mà cũng đầy khắc nghiệt này thì điều đầu tiên là phải biết đặt bàn chân thật vững chắc lên những gì đã có và phải biết gìn giữ cho nó thật sự vững bền. Cái lý của người Hơ Mông hay của dân tộc nào cũng vậy, đó chính là sự tận cùng, là sự gặp nhau của cái tình với con người, cái tình với thiên nhiên.